phần của chiếc ghe này á là chị cô Julie ở Mỹ hỗ trợ cho chị mua chiếc ghe này. Dạ. Tại vì mình cũng khổ, anh em cho cái gì thì mừng cái nấy đi, không giờ ngủ có được đâu, thức hoài vậy. Trong cho sáng đàn coi ha, mừng mừng được chiếc ghe kính đáo ở. Đó, đừng có ha, mưa dột, đừng ở dưới ha, chìm được rồi, xả đủ rồi. Thay mặt cho cô Huệ ở Mỹ. Dạ dạ. Gửi cho chị hỗ trợ cho chị cái số tiền trả nợ hết 5 triệu. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Chị nó 3 triệu mấy thì chị cứ trao còn bao nhiêu mình. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì sáng ngày hôm nay Bùi Hồ cùng em Phong Bụi và anh Nguyễn An Giang đang có mặt tại xóm Việt Kiều Campuchia ở thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang á cô bác quý anh chị. Thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân là cô Julie ở Mỹ hỗ trợ cho một hoàn cảnh của hai mẹ con sống lên đên ở trên một cái chiếc bè một nát, mua một cái chiếc ghe. Thì hôm nay thì có anh Nguyễn nè. Anh Nguyễn thì hôm nay thì tìm chiếc ghe như thế nào ha? Thì cũng có hẹn với chú Chính này bữa rồi đó, thì anh có chú có hẹn cho mình là mua một chiếc ghe khá là ưng ý, thì hôm nay đó nhận thêm một chiếc nữa là chú cũng dẫn mình đến mà coi chiếc ghe để cho Bùi Hồ đó chọn cho những cái hoàn cảnh đó. Thì hôm nay thì Bùi Hồ với lại anh Nguyễn cùng với chú Chính sẽ đi xem chiếc ghe để mà trao cho gia đình, cũng như là em Phong Bụi thì cũng có được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân để trao một số hỗ trợ cho cô bác. Thôi bây giờ mình cùng bắt đầu đi ha. Đây là chú Chính ở dưới này nè cô bác quý anh chị. Chào chú Chính. Dạ. Ôi vất vả cho chú Chính dữ ha. Chiếc ghe đó nó nằm ở đâu ha chú Chính? Ở mé sông á. Ở mé sông ha. Con nghe anh Nguyễn nói là chiếc ghe đó là êm như là cái chiếc ghe mới vừa gọi luôn ha chú Chính. Tốt hơn luôn. Tốt hơn luôn hả? Tốt hơn ghe buôn, mua hộp luôn. Dạ. Ghe đó là chắc loại luôn á. Thôi thì bây giờ chú chở con lại cái chị đó để cho chị đó ngồi xuống con. Lần ngồi này xuống. Là thứ mấy để em quay trở lại xóm Việt Kiều này rồi không? Đây là lần thứ ba và mấy cái ngày trước là đến đây thì thấy cuộc sống của bà con khá vất vả, nhưng mà cái chuyến này thì thấy có sự đổi thay lắm. Từ những clip của anh Bùi Hồ thì rất là nhiều người đến đây cho gạo cho quà, cho nên là thậm chí có những ngày là mình muốn làm gạo có thể là ăn hết rất là 4-5 tháng vẫn còn đủ khả năng để tích trữ được. Ở đây thì ước chừng nha mọi người khoảng 30 hộ dân, những hộ dân này thì hoặc là Nam Giang tức là Đông Bên ở Campuchia hồi hương trở về, một hành trình từ Campuchia trở về thì mọi người không cái giỏ đó bự hơn giỏ anh không, và họ về thì họ không bự hơn giỏ này không đi giỏ mình đi không ấy lấy đò đi, đi đò đi ba ra mãi đi đò đi. Chào chị Hồng. Như mấy giỏ này nè nó bự hơn giỏ anh nè, em đầu lên. Hôm qua thì Phong cũng có ghé thăm số Việt Kiều, thì Bùi Hồ có nói là chị Hồng hôm nay á là nghỉ bán một ngày để mà cùng với lại chị Hồng và Phong đi ra xem ghe nơi ở mới của chị. Mọi người thấy không, chị Hồng á, đây là cái bè của chị nè. Khi mà từ bên Campuchia trở về thì chị chỉ có một chiếc bà lãi cũ. Chiếc này thì chị đi hỏi tiền cướp. Hỏi tiền ta mua đó chứ không có đâu gì. Tài sản duy nhất của chị đó và lãi này, và cái bè này thì chị dùng wood, dùng gỗ, tôn xin để dựng lên nơi ở, không ngồi đi con, không nước sinh hoạt và cũng như là rất là khó khăn. Thì đây là cuộc sống của bà con sau cái cuộc thóc này từ trong chi trở về, là do sống dưới cái sông nước á, được cắt cô chú anh chị đi xuồng tại xuống đây đi xuồng mới được. Cái này nó đi ghe này không đi cũng được đâu, đông đi cũng được. Bao cái xuồng ra mãi luôn nha. Sống với cái nghề đánh bắt. Lấy xuồng thôi mới được. Lên nhà trọ rất là khó. Về đây
chỉ là người có hai bộ đồ rồi, chứ không có cái gì chứ. Ngồi đi con, ngồi đi, ngồi con ngay á con, dỗ. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái chiếc... Sao không có sang chiếc này được, mấy con đi với lục chụp đám chú sang đò chú á được. Mày dở lên đi không mày? Không sao. Mình đi theo. Đi theo, đi bơi sườn sao? À qua bơi theo, ra mãi đi đò mà qua. Gần là bên đó, ngay chân cái chỗ mũi kia. Mấy con đi dỗ không có đồ đâu, đi lục chụp lắm. Hả? Nhìn mày chạy đâu cái chạy. Bơi chạy không hả Nguyễn? Giật máy luôn. Đúng ra lại con. Đúng ra mở ra ra. Đúng ra mở ra ra. Đây là cao đầu đường không? Ờ, mở ra chạy. Cái chiếc bè có gì không mở kìa. Dạ. Đâu mà kêu lắm con ơi, ghê buồn. Ghe đó có người con ơi, ghe đó nó mua ghe bự nó đi lúa rồi, cái ghe đó bãi cũ rồi nó bỏ lại cái đó. Cái đó bằng thờ ông Thiên. Cái nãy là trên nhà có bằng rồi thờ ông Thiên ở ngoài vậy đó. Cái ghe ta làm cái mũi. Rồi của quyền phát tổ ta để chung ghe. Người găm chia không hả? Cái vỏ này mấy con ra xong nó lắc không được đâu. Chú nãy vẫn hai người được chứ mà đông đi không được đâu. Nó lập chập dữ lắm. Có bộ có cái hoàn cảnh khổ đó nữa nè, cái ghe đó đó. Có đứa con tâm thần mà quýnh ổng đập ổng bây giờ ổng ở cái bè nhỏ xíu đó đó. Ghe đó đúng khổ đó. Hả? Dân này cũng dân Việt Kiều mà nó ở lâu năm. Dạ. Nó ở năm 75 á. Năm Tết Thu á. Thank you.
Nãy biết thì ta chạy cái chuồng này vô ngon quá. Ờ, chuyến này nè con, đi chuyến này phải được. Đi cái này là đi thoải mái này nọ, đi cái kia cái vỏ này đó. Đi từ từ á con, từ người á. Cái này nó lắc dữ lắm. Người đi vỏ quen phải được. Dép lên luôn. Alo, anh Hoàng ơi. Lên chi không? Nó chạy rồi. Gửi đi chung vô luôn, nó cục dây đó luôn. Rồi. Nó chạy rồi. Rồi, nó chạy qua đó. Rồi, con đại tử em chạy qua đó. Một dây lại con mở nhỏ ra chạy. Đâu có vô cho anh mà con đi luôn. Dạ đi xuống. Đi. Cho hai mẹ con đi luôn đi. Khổ rồi bà, được cái ghe tốt rồi bà. Rồi bà ở rồi lo kiếm cho bà thằng chồng nữa. Thôi bà được đây. Kiếm nào quậy thì quậy, uống rượu mà nó xỉn bánh chặt vô con mắt á. Để cho nó mới sống nó có thử thách. Không, chú Chính lo cho máy ấm mà không lẽ lo luôn cho gia đình hả? Lo luôn hạnh phúc. Mà kiếm cái thằng nào mà uống rượu say về nhà nó tỏ khi con mắt quại nó quánh tay hả? Để nhà nó mới vui. Sống mình lặng quá nó buồn ha. Nha này hai mẹ con. Con có chị Hồng tên gì em quên rồi. Dũng. Con được cái ghe này ở biết chừng nào hơn nữa. Lên con. Đây. Đều. Đều chị Hồng. Chị Hồng ơi. Chị ngồi đây tâm sự với em xíu nha. Biết chú là lúc kia chú xuống rồi. Rồi chú xuống. Với cái con. Cái cảm xúc đêm hôm qua đến giờ thì chị thấy như thế nào? Cảm thấy mừng trong bụng gì đó, mình được cái ghe ở kín đáo à. Ngủ không được từng hôm giờ thức hoài. Mọi ở đây luôn nè. Dạ con ở đây con trai. Ở đây à, ngồi đây. Chia sẻ với mọi người như thế này, chị Hồng á là từ Campuchia trở về cùng với con mình, định cư ở Việt Nam mình được vài tháng rồi. Và về thì không có một cái tài sản gì hết, chỉ có hai cái bộ đồ. Và cũng như là chị phải vất vả mưu sinh và vay nợ luôn anh Hồ. Đứa con của chị á, con tên gì? Dũng. Cháu Dũng á là phải đi bán vé số để phụ mẹ. Và hàng ngày làm được bao nhiêu tiền thì phải đi lo trả nợ tiền lãi hết à. Dạ. Và hôm nay thì anh Hồ mang đến cho gia đình một cái niềm vui, đó là một cái chiếc bè mới. Dạ. Để cho gia đình sinh sống. Dạ. Thì chắc có lẽ hôm qua giờ là mất ngủ rồi ha. Dạ, hôm giờ ngủ không được thiệt. Cháu hôm nói gì giờ không? Ngủ không được. Dũng có nói gì với chị không? Không, nó nói mẹ mơ mình mua ghe hả mẹ. Mừng hơn gì hôm giờ mẹ con ngủ có được đâu. Con thấy sao? Thấy vui. Vui. Có bè mới thì con đỡ sợ hơn. Đỡ sợ gì? Sợ mưa. Đợt trước con mấy lần mưa sao con? Mưa là gầm xuống. Dầu ướt á. Thôi chắc có lẽ em nhường anh Hồ tiếp lời đi ha. Cái cảm giác bây giờ của chị Hồng á, coi như là không biết nói như thế nào cho nó hết. Thật ra thì về cũng 3-4 tháng nay và cái công việc chính của chị là buôn bán, mà để có được cái số vốn buôn bán á là chị phải hỏi vay. Thì cái số tiền hỏi vay là bao nhiêu ha chị Hồng? Mình hỏi vay đó là bị gì tiền dây đi bán là 5 triệu, còn cái tiền vỏ đó là 10 triệu. Dạ, ta để như mình góp hết này ta mới cho góp nữa vậy đó. Đứng tiền đó là phải hết cái này, là gần hết cái này phải góp cái kia lại. 10 triệu là góp 200 ngàn. Cái tiền vỏ nào 10 triệu? Cái vỏ nãy em chạy lận á. Chở với mấy á, chứ chị không có tiền mua gì chứ. Vậy là chị tổng cộng là thiếu bao nhiêu? Là 15 triệu hết thảy đó. Mình góp này mới được có ha, mới được có 10 bữa à. Là mình còn 4 triệu mấy người ta. Thì tới 6 triệu á, ăn ra 6 triệu. Thiếu lại 4 triệu mấy ha. Là 4 triệu mấy, còn cái vỏ đó là 10 triệu riêng đó, là như là mình để góp
hết rồi cho góp nữa. Thì đó, cả là 14 triệu là hết. Thì chắc có lẽ là sau khi mà mua chiếc ghe xong á thì Bùi Hồ với lại em Phong Bụi sẽ cho chị Hồng một cái niềm vui thêm. Dạ, và dạ. Chắc mua chiếc ghe xong thì mình sẽ bật mí em không ha? Dạ, dạ, dạ. Hôm giờ mừng ngủ có được, nghe nói chuyện rồi mừng ngủ không được. Vậy vậy? Sao? Mai Hồng có vậy vậy á. Kệ nó, kệ nó. Kệ thương anh. Gần tới cái chiếc ghe mới của mình rồi. Dạ, dạ. Đây là chiếc ghe cho chị và con mình tự chọn ha. Dạ, nếu như dạ. mình thấy vừa ý á, thì mình mua, còn dạ. không vừa ý thì thôi nha chị nha. Dạ, dạ, dạ. Chị cứ xem mà thoải mái hết. Dạ. Thì cái phần của chiếc ghe này á là chị cô Julie ở Mỹ hỗ trợ cho chị mua chiếc ghe này. Dạ. 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 Vì mình cũng khổ, anh em cho cái gì thì mừng cái nấy đi, hôm giờ ngủ có được đâu, thức hoài vậy. Trong giờ sáng đang coi ha, mừng mừng được chiếc ghe kính đáo ở. Đó, đừng có ha, mưa dột, đừng có dưới ha, chìm được rồi, xả đủ rồi. Mấy ngày qua em với Phong đi thì cũng mưa gió rất là nhiều. Và thậm chí là mấy ngày nay bão thì cái nhà của mình nó có bị dột dữ không chị? Dột, ướt đó, và ha, mắc lặt cái đệm là cái đệm ướt hết trơn đó. Dạ, ha, không có tiền mua cái đệm nó đừng nói mày, khổ chết đó anh coi. Đệm ướt rồi chưa ấy. Chắc mình tới rồi đúng không ạ? Cảm ơn. Mua được rồi mình cũng mừng. Hôm nay ngủ có được đâu, tâm cho thấy mà ha, đem cái ghe về đang mãi. Tới rồi Phong ơi. Tới rồi. Chị. Dạ dạ. Kẹp rồi, vô trong mình rớt. Đi ra dễ nhẹ tiếng. Chạy trước đảo vậy. Mấn lắm vậy. Trời ơi, đừng nhảy té con, té con. Thôi. Ừ, nhảy té. Cụ bên đây nè, có cụ, cụ bên đây nè, dễ qua. Ghe bên đây ha. Ghe này nè. À, quay vô, có châu gà, quay vô châu à. Ngu quá. Cho mấy mẹ con lựa đi, thử. Dạ, dạ, kệ đi, được rồi, ghe này là đúng. 20 triệu. Quay nó con, quay vô châu á. Anh Nguyễn ơi, anh quay cái lượng ghe đầu cho mọi người xem đó nha. Cái ghe quan trọng nhất là cái ghe vậy. Ghe này êm nè. Cái nước bây giờ ở thì ghe cái lượng này em thấy chắc hơn không hả? Chắc. Mà để chú hỏi rồi cho con coi. Chính không phải ghe là chất lượng rồi, không nói chất lượng. Ghe này chọn cái này ghe tốt quá. Dạ. Nó phải giá cao không? Ở trên sông trài. Chú Nguyễn tin tưởng chú lắm. Chị cứ vô trong đi kìa. Dạ, xin vô trong coi coi coi. Coi ghe coi coi. Lấy lo to với anh xem. Dạ, ghe này gì là mình mất cây cái này lên nữa ha. Đóng dáng gì nè, ở trên. Đó, ở. Phải đóng cho nó phẳng lại. Dạ, đống này nè, từ đây nè. Chứ mình ghe này ta bán đồ á, đâu có để chứ. Ghe này có chỗ thợ không địa luôn. Dạ. Có cửa sổ luôn nè. Cửa sổ cho chú chính xuống đây đi, chú chính dở cái cho nó sáng đi, chú xuống đây. Dở cái thông gió. Như này ghi bán hàng ha. Bán hàng. Có đó nó chát kính rồi. Ở ngoài sau này là cũng có chỗ ngủ rồi không? Ở sau đó nó có chỗ ngủ rồi đó. Mà con rút cái chỗ đó được rồi. Còn cái này. Kéo được mà em. Kịch vô vậy nè. Cửa này kịch vô cái kéo xuống, kéo xuống. Ừ, có cửa sổ ngang. Kịch vô vậy nè. Kịch vô con. Không, không, không. Đẩy ra, đẩy ra, đẩy ra. Đẩy lên. Đặt vô một cái, đặt vô một cái. Ờ, ờ, à, đó, đó. Nó khích chứ, nó khích chứ. Không ai ở, nó khích. Dính chai á, dính dầu á. Dạ dạ. Cái ghe này đang dính dầu chai lại. Dạ, mới chét, cái ghe mới chét. Ghe này thì không có bị xì, bị lủng nha. Tại vì dạ, nó dạ. rất là cứng, rất là những cứng. Cái thanh này nó cứng như lắm nè. Dạ dạ. Đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Con ở cho mình. Cái này nó có cái này là mình lót cái này tới lên lên lê, bặn cho gì em nữa hả chứ. Lo ừ, em quá. Chú này biết làm đấy. Đang chỉ lấy lên tay dạ. Dính vào chai, dính vào chai. Dính vào chai, ấy được rồi, cậy đi, cậy đi. Cậy đi, cậy đi, chị nói đi. Giờ thấy sao, ổn dạ, chưa? Dạ, được rồi, ổn hả? Qua đây đi chị.
Rồi. Dạ. Bây giờ chị cứ xem hết cái chiếc ghe và cái chất lượng rồi như thế nào đó thì để mà có thể cái quyết định để mà có mua hay là không ha. Cái đi, chính ghe là cái này thì cái phần phần ván nó dưới này này, chú chính sau này chắc phải làm lại hả? Cái này làm lại đi ngang gì nè? Ngang bằng cho nó bằng ngang này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Mà tốn chi phí cao không? Cái này tốn cũng phải 7 triệu, 8 triệu hả? Xích qua đây đi chị, 7, 8 triệu hả? Cái này dùng dán với tiền thoại chứ. Đó làm như bằng hay sao vậy đó, nó dài cái tới trước này. Này dán này nè, dán ráo này, mình lấy dán này mình cũng lót lên, lót lên khúc. Ghe này chắc rồi nó coi. Dạ, ghe này em. Nói chung là chiếc ghe này thì sóng gió thì không bao giờ sợ. Không bao giờ sợ. Dạ, dạ. Nó có dạ, cái độ chất lượng đó. Cái này nữa, chú đưa từ thiện á, đã qua với nó rồi, với hai thế chú rồi. Cái này mình làm phải có thợ người ta làm chứ mình có biết làm đâu gì á. Nói với nó đó, mình cũng có làm vớt này nọ, nó bán chắc giá 20 đó. Rồi để lấy đi, ai nữa Nguyễn cũng tin tưởng chú á. Chú mua cái gì cái chứ ghe cỡ 5-6 triệu cũng khó lắm gì nè, sửa lại cũng ra 20 triệu á, mà ghe nó cũ, cái này đúng luôn. À, nhưng mà em thấy như thế này nè chị Học, chiếc ghe này nó cũng hợp lý với lại cái công việc của chị. Yeah. Thứ nhất á là nơi chị ngủ thì nó ổn định. Yeah. Hai là chị buôn bán dừa, buôn bán dưa hấu rồi chị sẽ chất ở dưới này. Dạ, dạ, dạ. Sau này mình làm có vốn á, cái mình làm cái phần bằng phẳng này sao? Cái này là chị chất dưa hấu, chất dừa rồi dưới này được nè. Dạ, dạ. Chị thấy hợp lý không? Dạ, cũng được đi. Rồi cái phần nấu ăn, nấu uống thì ngoài sau có đủ hết không? Có cái này mà làm cái dòng mui ở trên đưa ra, bị dạ. Ghe này người ta. Ghe này cái buông của người ta, nếu mà cái làm lại cái mình che đó một chút xíu, mình để lò ga thôi, cái mình mẹ con nấu trong này cũng được. Dạ. Không có gì đâu, có mấy mẹ con hả? Hai mẹ con, là ừ, hai mẹ con. Tùy theo quyết định của chị Hồng đó, chị Hồng cứ quyết định đi ha. Đây mình chú chính dọ cho mình thì chị mua hay không là do quyết định của chị. Dạ. Không có đâu, tại vì mình được cái ghe này về kệ đi, mình không có tiền về mình cũng mần từ từ đi, rồi lo để dưới này đỡ đi. Cũng như mình ăn uống từ nào giờ mình cũng chẹt chội rồi quen rồi. Từ từ mới có ra tiền đừng mà hay làm cái này nè chứ về chưa có khả năng làm được cái này. Đó, dán lót lên. Kệ đi. Bây giờ nói anh em cho ra, mình nhiêu mình cũng mừng rồi. Nói chung ra có bên cộng đồng người ta, người ta cho mình là quý lắm thì rồi. Cho mình mừng rồi, mình đâu có đòi hỏi gì nữa. Nó cũng có cái giá trị. Và dạ. Cái nữa cái này á mình ngủ dưới này vẫn cũng được. Vì hai lúc đó cái bè mối chìm lên chìm xuống mà còn ở được cái ghe này. Dạ. Là quá quá. Dạ, rồi. Không sao đó mình ngủ được rồi. Ở trước này mình để đồ này kia nọ cũng sống được. Có gì đâu. Kệ. Từ từ hả? Ai cũng vậy chứ. Đâu mà anh tới một đâu được. Dũng qua đây ngồi với mẹ đây. Qua đây đi con. Con có thích chiếc ghe này không Dũng? Thích không? Thích không? Thấy đỡ dọc. Thấy đỡ dọc rồi. Hết dọc rồi, đỡ khẩu rồi. Hết khẩu rồi. Hồi nãy Dũng nói một cái câu như thế này nè. Là mỗi lần mà trời mưa là sợ lắm. Thì trong con sợ nhất là mưa ở bên Campuchia hay là mưa ở Việt Nam? Đó, bên này nè. Bên này là con sợ đúng không? Và cái trận mưa gần nhất là con sợ như nào? Sợ không? Sấm sét luôn, có sấm sét. Hôm đó nó có chìm không? Có cái ghe nó chìm lủng. Lúc đó có cái ghe kia là chìm rồi bắt đầu hả mấy đó. Rồi giờ ở trên cái bè mút này nó không có chìm. Chìm một cái nhỏ khóc luôn bằng đêm. Hôm đó là cháu khóc luôn? Dạ khóc luôn ở cái ghe chìm. Chắc lẽ là chọn cái ghe này luôn ha. Dạ. Chị có quyết định mua cái ghe này hay không? Mình cũng thương cái ghe này vậy, tại vì hả cái ghe này nó chắc chắn cũng như là mẹ con ở được lâu không có chảy không dột là mừng rồi. Dạ. Anh em cho gì thì kệ đi ở đây chứ mẹ con không dám đòi hỏi. Không phải tụi em thì không có ép chị có bắt buộc phải mua cái chiếc ghe này. Dạ. Đây là một cái máy ấm của chị với lại Dũng. Dạ. Nên thử là mua thì mình sẽ quyết định mình sẽ ở trên cái chiếc ghe này luôn. Dạ. Quyết định hết là chị còn Mạnh Thường Quân á, cô Julie chỉ là hỗ trợ về cho chị về tài chính để chị có một cái máy ấm mới. Dạ. Chị sao? Dạ. Mình cũng thương chiếc ghe này, kệ đi mua cho mình ở thì mình không có dám đòi hỏi gì. Bây giờ kệ mẹ con được cái ghe này là ấm cúng rồi. Là mừng dữ lắm rồi. Đó, hôm giờ ngủ không được. Trời chồng. Nè, thương đó bị gì Việt Nam nó nói tiếng thương. Thương rồi mà tại vì là hả không biết nói sao giờ cho hết lời. Mình cũng thấy vậy ha, ngà nằm đêm ở trên nhà cho nó dột rồi trời ơi ước gì mình được chiếc ghe mà máy ấm gia đình. Mẹ con được ha lành lẽ như người ta. Đó, giờ mình ở ghe dột lên dột xuống đồ khổ lắm. Đi mặn về rồi cực khổ ngủ không được nữa.
thì phải hả bệnh mấy ngày bệnh cho mình á, đâu có được đi đâu, bị mưa rồi giờ hả ra mày bị mưa rồi về nhà còn ngủ không được, bị dột nữa đó, khổ cái đó anh coi. Chứ mình có gì mẹ con mà không được rồi biết sao giờ, nằm võng ngồi khóc ên không dám nói gì, giờ biết nói với ai tiếp, giờ tự mình khổ, ai tiếp cho mình. Phải mình có chồng á thì chồng tiếp lo, còn này mình không có chồng ai tiếp lo cho mình, tự buồn nằm im mình khóc chứ thôi chứ không dám nói gì. Em biết là hôm qua giờ là cũng mất ngủ rồi. Dạ, hôm giờ ngủ không được, mừng ngủ không được. Và hôm nay thì sẽ đón nhận cái ghe này. Dạ. Và khi nãy á là chị có nói là chị có một con nợ đúng không? Dạ. Thì ghe bây giờ mình lai dắt về luôn hay là sao anh Hồ? Mình để chị chọn ngày, rồi cho chú Chính dọn về sau. Dạ. Lát nữa chú Chính vô. Ta dọn đồ mới được, bởi vì chủ ta chưa dọn đồ á. Dạ. Chú Chính ơi. Chú Chính. Cho ông nói gì, nói vụ dọn đồ. Chắc có chị có muốn nói lời nào với lại tất cả các mạnh thường quân không? Dạ em muốn nói như vậy, cũng như là em lấy cái ghe này về thì em cũng cầu cạnh bên đó đó, mấy gài nghỉ cũng hết tiền hết bạc mua đồ đó, đau nữa mấy gài vô nước biển kia nọ giờ không còn tiền đi ra mua bán nữa đó, rồi tiền góp nói tiền hay mình nói xin thiếu người ta mình chưa ha ra bán á, mình không có được góp, khi nào ra bán mới được góp đó. Giờ tiền góp người ta thì để đó đi, rồi giờ mình không có tiền mặn đi ra mặn nữa, giờ không biết hỏi ai được nữa giờ. Tính nói mấy gài tính hỏi không có tiền, tính là hả liều là hỏi mượn cho Chính đỡ hay vậy chịu đi ra bán, giờ hết vốn đau mấy gài nữa không nữa không có tiền. Thằng không nhóc thằng Dũng á bây giờ là vẫn đi bán vé số. Dạ. Bây giờ nếu mà có vốn làm ăn buôn bán được thì chị cho cháu tương lai như thế nào? Cháu hả? Thì mỹ như là cũng mẹ con đi bán vé số rồi đi bán đồ với chung nhau gì đó sống, chứ biết sao con nó còn nhỏ đi bán số sợ trên bờ tao bắt nó nữa, có hai mẹ con nó chợ đời sống tôi có con, có mình con tôi, bây giờ bắt con tôi nó không được đâu. Nó không biết con bán số con muốn làm nghề đó hả? Con muốn bán số nữa không? muốn mà chưa có sao? Tiền cũng nắng nắng nào vậy chú qua đây rồi. Ok, mà sau khi mà mua cái chiếc ghe này đó thì cái việc mà dòng vô thì sao hay chú Chính hả? Nói chung ra gì đây nó cũng là có hai mẹ con à, rồi nói chung ra đặng cho người ta một hai bữa người ta lấy máy lấy đồ người ta ra lên xong rồi ta kêu ghe là chú lấy đồ chú đuổi vô cho nó dùm cho nó chậm. Chứ làm sao vậy? Chứ đưa đề ta đâu có đưa liền đâu. Ta phải dọn đồ từng bữa ngày bữa, ta lấy máy lên. Rồi bắt đầu cái xong rồi ta nói chú Chính đi ra lấy ghe này chạy ra rồi tôi uống dùng cho nó chẳng. Gì đâu vậy? Có gì không? Đây cũng nhờ anh Chính đó, chứ mình cũng có ấy đâu, có xuồng máy nhỏ đó đó, ổng là chừng dòng không nổi. cái xuồng máy chân đó mà cái vỏ đó sao dòng được cái ghe này? Có con đồ bự cái chú chạy cái nổi. Đồ bự của chú dòng vô? Ừ, cái đồ đó dòng phải nổi đó. Giờ đó chạy nghe cỡ 7-80 tấn dòng bình thường. Còn bà cái vỏ tất cả nãy dòng ghe này đâu có nổi. Ghe này anh để là 17-18 tấn ghe này. Ghe nó đang đi, nó mới mua ghe này mấy trăm triệu gì đó, rồi nó giữ ghe này, nó để, nó bán rẻ. Rồi chất giá 22 triệu. Rồi với hai chú nói giờ thôi đi, bán 20 thôi, bên kia ta cũng nhờ rồi. Lòng gì nhà xảo tâm người ta cho với nó quen biết nó bán chứ cho nó cũng chưa bán có bán rồi nó bay về đó này nó chưa bán anh đại giao đi hai đâu rồi hai đâu. Anh với đây thì vậy tầm hai cho tiền cho chị chỉ là biết bây giờ nó 200 đi vậy thì nếu mà thầy có tiền đem đứng lấy cho rồi đưa tiền cho anh này hả? Dạ dạ anh vô đi em chú chú có nói đó chạy chừng hai bữa nó đi phai đó. Giao 10 triệu hay là cho hết luôn? Nó hết luôn rồi. Giờ hết luôn đi ha. Công tới luôn. Khỏi tới luôn anh tính hơn. Tại vì chú anh Nguyễn thì quen chú Chính đó, nên em giao gửi hết cho chú cho 20 triệu luôn ha. Đưa cho chú Chính cũng được, không cần. Đi với Chính trả cũng được, chú Chính mua game mà. Thì ngày mai dọn đồ lên. Thì dọn đồ đây, ngày mai mốt đây dọn đồ hết đi rồi lấy. Muốn lấy liền bây giờ mà sao dọn đồ không kịp. Kệ đi dọn đồ đi. Đó không nói hai bữa thiệt.
thấy đầu còn nhóc cái chân dưới này nè. À, thì tôi cho cái này dọn. Cho cái này dọn đi. Con gửi cho chú 20 triệu. Đây là cái số tiền mua chiếc ghe này. Thì vài ngày sau thì chú dọn chiếc ghe vô cho chị. Dạ dạ. Giờ mà giờ mà ơn ảnh hay dòng giùm đi, cũng biết ơn ảnh vậy cũng khổ không chết. Đây là số ghe là 20 triệu, tao nói với mày hai, mày là em phải không? Ừ, mày, mày giữ 20 triệu. Ảnh có dặn mà ấy, rồi, rồi. Thông tin với cô bác là hôm nay là mua cái chiếc ghe này, chú Chính nhờ chú Chính coi giùm thì mua chiếc ghe là 20 triệu đồng. Yeah. Hôm nay giao cái số tiền cho chú Chính để cho anh này, để vài ngày sau thì sẽ lấy chiếc ghe luôn cô bác với anh chị. Thì cái phần hỗ trợ chiếc ghe cho chị Hồng á, yeah, yeah, là được sự hỗ trợ của cô Sully ở Mỹ là 1.000 đô tương ứng với 23.500.000 đồng. Yeah. Thì bây giờ chắc có lẽ là Phong ơi, mình sẽ về cái chiếc ghe của chị đi rồi mình sẽ tính tiếp ha. Dạ. Yeah. Chị cũng cảm ơn cô Sully. Bây giờ chắc có lẽ là các anh em sẽ quay lại về cái chiếc bè của chị Hồng. Dạ. Yeah. Vài ngày sau thì khi mà chị lên cái ghe này đó thì tụi em sẽ quay trở lại thăm gia đình của mình. Dạ dạ dạ. Bây giờ bắt đầu tiếp tục hành trình về Bùi Hồ cùng với lại em Phong Bùi với anh Nguyễn Hằng Giang sẽ quay trở lại cái chiếc bè nơi chị Hồng sinh sống. Dạ. Yeah. Ngày sau đây thì chị Hồng cũng sẽ chuyển lên cái chiếc ghe mới để ở. Dạ. Yeah. Dạ. Mừng không chị? Mừng lắm chứ không mừng gì. Mừng hôm giờ ngủ không được đó. Lại hãy đâu. Em hỏi chị kia. À, bây giờ là chị thiếu nợ là... Em hả? Còn chỉ là có 14 triệu nữa là hết. Hết nợ luôn. Hết luôn, hết nợ luôn. Bây giờ cái dạ, chủ nợ đó thì chị có số điện thoại không? Hả? Chứ... ở đây khỏi cạnh xin số đâu, đây ở cả sát bên đó cái chỗ cái bà bán này. Đi để chị nợ lát nha, chị kêu chị nợ nó lỡ về cho em được không? Dạ dạ dạ. Kêu chị nợ nó nặng em gửi cho chị luôn. Dạ dạ. Tao đi bán chút nữa coi ra đi chạy ngang coi bà có đi bán không, bị dừng hỏi bà đang mua đầu đó thì bà đi bán, đi cũng chạy đi bán hàng á. À, lát nữa mới về, tới giờ 10 giờ, 9 10 giờ để coi chạy ngang coi bán bả. Nếu mà ngang cái chị đó thì em gửi ta tiền cho chị đó luôn. Dạ dạ dạ. Đấy. Nếu chị đó là mấy triệu? Dạ, thì hỏi bả trên bả không đó. Dạ. Dạ, hỏi trên bả không đó. Lát nữa mà Mạnh Thường Quân là cô phải bị hỗ trợ cho chị trả tiền đó. Dạ dạ. Đấy. Tại vì Mạnh Thường Quân có một cái cô ở Mỹ á, là dạ, nói là có chủ nợ thì sẽ gửi em gửi cho chị chủ nợ giùm chị luôn. Dạ dạ dạ. Bả coi bả về chưa, bả đi bán đầu, chạy cái hàng đi bán đầu. Sáng này chạy đi bán. Từ giờ, 9 giờ với mất gì à? Dạ. Thôi về luôn rồi về em khách. Mới được số tiền vậy đó. Là mình ngủ không được, mừng với mình. Đang khổ anh ơi, mặn không được nữa. Không có chồng, có con mà nó vay mặn tiếp giờ. Mà chiếc ghe đó thì em thấy rất là xinh xắn. Nhưng mà sau này chị để đồ được cũng được. Dũng có làm sao? Dạ. Ngủ Dũng, ngủ với Dũng thì được. Đó, thì cũng như... Mà cái chị, cái cô bán đồ đó là cô nào? Bán đồ bằng ghe. Bằng ghe. Vậy là, anh chạy vô nhà tôi chổng phải không? Giờ kia cũng chạy vô nhà. Giờ hả, tôi với nhỏ ở chạy lại đằng... Cả, chạy như bả gì kìa. Dạ chưa? Đó ghe đó, đó hỏi. Ghe lại cái ghe đó trả nợ cho em. Ừ. Đây đây. Vậy nó chạy vô chổng đi, chạy vô chổng. Lát mình chạy lên ghe cho chị đi lên chỗ đó. Dạ dạ. Đi xuống ghe đi, giờ tôi xuống vỏ mà được để nhỏ nó luôn. Tới rồi tắt đi. Ba có nhà không? Có hả? Rồi lên đây. Bán tập quá. Lên đây nè, lên đây nè. Đầy đủ hết ha. Ờ, bán đầy đủ chứ. Lên đây nè, lên đây nè, lên kia. Nói vậy nè. Chị có
cô này ở số Việt Kiều luôn hả? Dạ, tôi nói bà hổm á, tôi thiếu nợ bà đó. À, hỏi bà 15 triệu rồi trả mới được có 1 triệu mấy à, còn 14 triệu. Rồi cái đầu hả? Rồi bắt đầu ông là ông trả giùm cho tôi. Chứ không phải gì đâu, ông là ông trả giùm. Ai? Gì hỏi ai? Hỏi bà này nè, cũng như là hả trả mớ rồi, còn mớ đó. Rồi đầu ông nói thiếu nợ ai thì ông tiếp trả giùm cho. Đó. Ông tiếp trả giùm cho tôi. Rồi bắt đầu giờ ông mua ghe rồi, giờ mình không có số vốn vậy cho thiếu nợ. Mấy ngày nghỉ cũng không có vốn đi bán nữa. Đó, rồi bà hạ bên này người ta nói nếu mãi người ta tiếp trả giùm cho mình, nó dẫn lại chủ muốn nợ chứ tao không có đưa cho mình. Đó, chủ muốn nợ thì hả biết cái ấy vậy đi. Thì trả nó nói thiệt luôn đó, trước mặt luôn đó. Nó thiếu bả nhiêu thì ta ra ta trả cho mình. Ở xóm Việt Kiều luôn hả con? Dạ, ở xóm này nè. Chúng nhau ở gần gần. Người ta không có đưa bả, tôi hỏi người ta đưa cho bả. Dạ. Dạ. Hiện nay thì còn bao nhiêu tiền ha? Còn 3 triệu mấy nữa. 3 triệu mấy nữa. À, còn cái tiền ấy đó 3 triệu mấy, còn cái tiền kia thì mình nói cái tiền này nó riêng nè. Bạn chị bả nói ha, ấy tiền kia thì thiếu đứng lợ. Dạ. Dạ, tiền đứng lợ cũng như là hết này rồi phải góp khác. Ừ. Chứ không phải mà góp cái một có không nổi. Là tổng cộng là chị thiếu là bao nhiêu? Nói 13 triệu mấy như gần 14 triệu đó. Nói mẹ vậy đi. Bị mình mua cái vỏ dưới mấy đó. Là tiền cái vỏ là mình đi là chị hỏi tiền góp. Dạ hỏi. Với lại hỏi tiền để mua bán. Dạ tiền mua bán riêng là 5 triệu. À. Mẹ nó vậy đi. Thì góp xong rồi rồi góp cái kia lợ. Đó, hai thứ như là mình để cái nhiều này để lợ. Rồi góp cái 5 triệu này góp lần 5 triệu 5 triệu thôi chứ góp nhiều góp nổi. Là nó thẳng luôn. Giờ 100 đó. Đó. Vậy là thiếu 14 triệu mấy tiền góp hết á. Ừ, thiếu hết luôn. Hỏi ở đâu? Chị ghe chị hỏi mua tiền góp ở chiếc vỏ chị mua. Đây nè, cái vỏ này nè. Không, chị hỏi ai? Chiếc vỏ. Thì hỏi bà này mà bả mượn hỏi giùm người ta riêng cái bà chiều bấm mới xuống nữa. Hai bà lần chứ không phải một bà đâu. Cũng như là một chủ một bà này bà không có tiền bà biết bà hỏi giùm quen biết cũng như đó xóm bà hỏi giùm cho đó. Đó cũng như bà nói tao hỏi giùm cho mày chứ tao cũng có gì đâu đưa giùm cũng như là đằng kia người ta xuống bỏ đưa cho bà đưa lại cho mình vậy đó ngủ luôn vậy đó hai người lẫn chân là gửi được. Cho cô này luôn ha dạ dạ gửi cũng được nữa. Dạ 3 triệu mấy tiền hả mới đây là hết á cho nó hết đi hỏi tiền người ta cho đưa bả tôi cũng hỏi hết người ta luôn. Dạ. Thì hôm nay thì con em đó thay mặt cho cô Huệ ở Bỉ. Dạ dạ. Gửi cho hay. Chị hỗ trợ cho chị cái số tiền trả nợ hết 5 triệu. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Chị nó 3 triệu mấy thì chị cứ trao còn bao nhiêu mình lại tính. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Để cho hai mẹ con sống cho hết cảnh nợ nần. Dạ dạ đi cho bà dạ. Thì trả cho bà đi. Thiếu bà chứ không mấy gì đâu. Còn 3 triệu rưỡi. Còn 3 triệu rưỡi như là được 1 triệu rưỡi. Ừ, là cái đây tiền đây. Mà hỏi để buôn bán cô bác của anh chị. Dạ đây bán đầu đó. Còn cái tiền cái đó thì để ấy rồi mình bán mình góp từ từ chưa hết này rồi mới góp lại. Nào nói thiệt. Đó. Dạ. Ừ. Vậy là thiếu chị còn thiếu tiền nào nó không hết rồi mà đúng. Hết rồi, hết rồi đó, thiếu nhiều đó thôi. Bị gì thiếu hỏi tôi mua cái vỏ đó rồi với màn ăn vậy thôi. Dạ. Vậy là hết rồi. Dạ dạ. Dạ khỏe rồi đó. Vậy là hai còn có nhiều đó thôi. Dạ. Hả? Cảm ơn hai vậy là. Thôi thì em ở đây thì chắc có lẽ là em giao cho chị cái số tiền của cô Julie á. Dạ dạ. Là 21.000 đô là 23.500 thì em gửi cho chị là 3.500.000 đồng nữa. Dạ dạ. Là 1.000 đô. Dạ. Đây, đây là 1.000 đô của cô Julie hỗ trợ mua ghe cho chị là 20 dạ, triệu dạ, với dạ. Lại 3.500.000 là 1.000 đô, còn phần của cô Huệ ở Bỉ là 5.000.000 đồng để trả nợ cho chị xong. Dạ, là tổng dạ, cộng dạ, số cảm tiền cô. Hai cô á là 28.500.000 đồng. Dạ dạ. Dạ. Thì chỉ mong là sao cho chị thay đổi cái cuộc sống nơi ở của mình nè. Rồi cho chị một số vốn để chị làm ăn. Thì dạ. Sau này thời gian mà tụi em có quay trở lại đó thì thấy cuộc sống mình có thể khấm khá phát triển dạ, hơn. Dạ dạ. Và chắc có lẽ là chị sẽ nói một cái lời nào đó để với Mạnh Thường Quân ha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn cô Sally. Cô Sally với cô... lại cô Hoài ở Mỹ. Cô Hoài ở Mỹ. Cũng nhờ số tiền của cô mà mình mới được vốn ra đi bán nữa. Mấy ngày hết vốn không có tiền. Khổ quá trời. Thì mấy ngày đau rồi với ấy nó không còn tiền đi bán nữa. Không có tiền góp cho cô cho chị này nữa đó. Tiền thiếu trả hết trơn. Rồi cũng nhờ số vốn này mà mình đi bằng ăn mới được.
rồi gửi cảm ơn nhiều. Ai thì cũng có một cái lúc khó khăn, và khi mà lúc dạ. chị và em Dũng khó khăn nhất thì mọi người chung tay nhau hỗ trợ, thì mong là cái cuộc sống sau này của chị á sẽ khấm khá và phát triển hơn. Dạ. Khi mà tụi em quay lại thì Mạnh Thường Quân cũng cảm thấy vui hơn. Dạ 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 dạ. Thì một lần nữa thì Vừa Hồ với em Phong Bụi xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đồng hành cùng kênh của hai anh em. Dạ dạ. Xin dạ. chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thì quay trở lại cái chiếc ghe của chị ha. Dạ dạ, đi về đắng lại, đi về đắng lại.